Theo nhà thuốc, bố em bị hẹp van tim hai lá nặng, vậy có cây thuốc nào để điều trị bệnh hay không ạ? Mong nhà thuốc tư vấn giúp em xin cảm ơn ạ. Chào bạn, bệnh hẹp van tim hai lá là một căn bệnh nghiêm trọng và có thể là cần đến sự can thiệp của Tây y như là phẫu thuật. Trường hợp của bố bạn thì nhà thuốc khuyên bạn là nên tham vấn ý kiến của bác sĩ chuyên khoa tim mạch để có giải pháp điều trị tối ưu nhất. Liệu pháp sử dụng phương pháp y học cổ truyền đối với bệnh hở van tim thì thường được coi là một biện pháp giúp bổ trợ điều trị cho chứng bệnh và không thể thay thế các phương pháp điều trị bằng Tây y. Dưới đây là một số vị thuốc có thể hỗ trợ điều trị bệnh hẹp van tim hai lá, là cây dông riền đỏ, cây thành ngạnh và nấm liêm xanh. Bạn có thể sử dụng kết hợp những vị thuốc trên dưới dạng là pha hãm hoặc là sắc uống. Bạn hãy liên hệ với nhà thuốc Đức Thịnh để được tư vấn rõ về cách dùng cũng như là liều dùng kết hợp những vị thuốc trên. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.